Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn đó là cái bộ lọc nước đầu nguồn. Đây mình đã ráp lên đây rồi. Đấy. Nó đang chạy rồi các bạn. Còn đây là một cái van từ 12V. Hiện tại thì mình đang sử dụng bằng con adapter này. 12V 3,5A. Còn con này thì nó có nó là size 1/4, hai đầu gen là 21 ống PVC, điện nguồn điện là 12V. Mình đang sử dụng bằng ở trên kia mình sử dụng một cái phao điện, mình đấu bằng phao điện và đây hai đường dây phao điện đi xuống đây. Một đầu adapter thì mình đấu vào đây, một đầu thì sẽ đấu vào cái dây van từ cái công tắc phao nước ở trên kia. Đấy. Và đây mình đấu vào đây. Khi hết nước thì nó sẽ tự động nó đóng lại. Thì khi đó là điện nó sẽ đi qua phao nước và đi xuống con van từ này, mở con van từ này. Đấy. Là nó sẽ có điện. Đây mình sờ đây cũng khá là nóng này. Đấy. Ở đây nó khá là nóng này. Con này thì mình nó nóng vậy nhưng mình đã thử rồi nhá, chạy rất là tốt đấy. Mình mua hai chiếc. Đấy, khi mà nước ở trên tét nó đầy thì nó sẽ ở cái phao nó nổi lên thì công tắc nó sẽ nhả ra và sẽ ngắt cái con van từ này, con van từ này, cái đường nước thì đây là đường nước máy. Đây mình chiều nay mình lắp bây giờ nó mới hết e này. Chạy rất là khỏe. Mình đang thử xem mà nó có thể chịu đựng được cái so với cái áp lực của cái đường nước trên mình chỗ nhà mình hay không. Nước trên chỗ nhà mình cũng khá là khỏe. Đây mình đang thử đây. Đây nó đang chạy nhá, để ống dùng. Đang lên test ấy. Mình đang đợi xem nó đầy nó có nét được không. Đang bơm lên test. May mình mới đấu test, mới đấu xong. Bộ này nó rất là chặt nhé, cái này này, nó chặt sau này muốn tháo ra rất là khó. Đây mình đang thử van từ cũng khá là nóng. Cái này lâu lắm mình không dùng. Này mới nắp lên rồi. Cảm ơn các bạn.